Sau gần 40 năm tới Hoa Kỳ, trở thành con nuôi của một người đàn ông bản xứ đầy lòng nhân ái, ông Tycho đã gặp lại cha mẹ ruột của mình nhờ một tin nhắn gửi qua mạng Internet. Người đàn ông khi ấy đã 42 tuổi, trở về Việt Nam sau hàng chục năm lưu lạc và tưởng như không bao giờ có thể biết được người đã sinh thành ra mình. 40 năm xa cách, người đàn ông Mỹ gốc Việt tìm thấy cha mẹ ruột nhờ dòng tin nhắn trên Internet. Tôi tên là Nguyễn Đức Tâm. Tôi có một cậu con trai thất lạc tên là Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1968. Con tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi Cam Ranh hồi năm 1972. Nếu ai biết con tôi còn sống thì xin hãy báo cho chúng tôi biết. Đó là những thông tin tìm con ngắn ngủi để lại trên trang web The Cam Ranh Orphan do những người từng là trẻ mồ côi ở thành phố Nha Trang hồi những năm 70 lập nên. Chính nó đã giúp ông Tycho, tức Nguyễn Đức Thắng, hiện đang là giáo viên cấp 2 ở thành phố College Station, Texas, trở về Việt Nam và tìm thấy nguồn cội của mình. Ông đã kể lại với VOA về tâm trạng khác lạ khi gặp cha của mình rằng: "Cuộc gặp của tôi với cha mình diễn ra trong không khí không thoải mái và không bình thường, vì lúc đó có mặt những người khác nữa. Thật sự khi ấy, tôi chưa biết chắc đó có phải là cha đẻ của mình hay không, và tôi còn phải chuyện trò để kiểm chứng lời của ông nữa." Sau đó, ông Crop cùng vợ, hai cô con gái và cha nuôi lên thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để tìm mẹ, bởi cha mẹ ông đã chia tay từ trước khi ông chào đời. Người mẹ 67 tuổi vẫn còn giữ một túi đựng áo len và một cái khăn bà dùng để quấn con khi đưa tới trại trẻ mồ côi. Ông Crop nói, "Cuộc gặp của tôi với mẹ diễn ra hết sức riêng tư, thậm chí không có mặt các thành viên gia đình của tôi tại đó. Chúng tôi đã trò chuyện một cách thân mật và tình cảm. Bà kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra khi tôi còn nhỏ. Bà còn cho tôi xem cái khăn mà bà quấn quanh người tôi khi bà đi đến trại trẻ mồ côi." Sau khi gặp cha mẹ mình, ông Crop cho hay ông đã hiểu rõ hơn về hoàn cảnh dẫn tới sự ly tán sau này. Mẹ ông không hề có ý định bỏ mặc ông, mà chỉ muốn con được học hành, cũng như có điều kiện sống và khả năng tồn tại tốt hơn trong tình cảnh chiến tranh, khi bà phải một mình làm việc cực lực để nuôi ba người con. Lật lại ký ức. Cuộc hội ngộ bất ngờ này cũng đã giúp ông Crop hiểu rõ hơn về những năm tháng khó khăn ấy. Năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam chuẩn bị kết thúc, lãnh đạo của Trung tâm Mồ Côi Công giáo Cam Ranh quyết định đưa con cái của họ cùng cậu bé Thắng và gần 70 trẻ mồ côi khác tới Sài Gòn trên một chiếc tàu chật chội, mong kiếm tìm một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Nhưng sau khi chứng kiến thành phố này trong cảnh rối loạn, chiếc thuyền chở các em nhỏ hướng ra biển Đông và việc đi tới Singapore sau nhiều ngày lênh đênh trên đại dương. Tại đây, các em bé đã được các nhà truyền giáo hỗ trợ thủ tục đưa sang Hoa Kỳ và tạm trú tại một nơi dành cho các trẻ mồ côi Partner ở Dallas, Texas. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông ở thành phố. Và sau đó cậu bé Thắng được một người đàn ông độc thân tên là John Crop nhận làm con nuôi. Ông John là một đầu bếp trong không lực Hoa Kỳ và từng làm tình nguyện viên tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Cam Ranh. Ông có biết một số trẻ em ở đây và trong đó có cậu bé Thắng. Và đến tận sau này, ông Crop cùng với cha nuôi vẫn tham gia các cuộc đoàn tụ 5 năm một lần của trẻ em mồ côi từng được đưa tới Dallas. Hiện tại, dù đã biết rõ hơn về thân thế của mình, ông vẫn rất biết ơn người cha đã nuôi ông khôn lớn. Ông cũng không hề bực mình hay tức giận khi ông gặp lại cha mẹ đẻ. Ông Crop tâm sự, "Ông là một con người tràn đầy tình yêu thương. Tôi nghĩ ông yêu đất nước và con người Việt Nam kể từ khi ông sang đây trong thời kỳ chiến tranh. Ông là một người tuyệt vời, đã có công nuôi tôi nên người, dạy tôi trở thành một công dân Hoa Kỳ tốt. Cho dù ông không phải là cha đẻ ra tôi, nhưng tình cảm mà ông dành cho tôi khiến tôi coi ông như cha ruột của mình." Là một người có tấm lòng nhân ái, sau này ông Crop cùng với những người khác trong giáo hội công giáo của mình cũng đã sang Haiti để chung tay giúp đỡ nước khác khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh từng gây thiệt hại nặng nề cho quốc gia này. Ông cũng bày tỏ mong muốn làm một điều gì đó có ích cho quê hương như tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Ông nói, "Cả gia đình tôi đã bàn về chuyện này, chúng tôi muốn trở lại Việt Nam. Hiện cả tôi và bà xã đều là giáo viên nên chúng tôi có nhiều thời gian rỗi khi nghỉ hè. Lúc đó chúng tôi có thể dành thời gian làm công tác thiện nguyện, chẳng hạn như dạy tiếng Anh hoặc làm bất kỳ công việc gì đang có nhu cầu tại các trại trẻ mồ côi ở Việt Nam." Ngoài ra,
Một trong các mục tiêu sắp tới của ông Cobb là đưa mẹ ruột của mình tới thăm Hoa Kỳ, nơi ông đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người.